Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nghệ Nhà TV. Như các bạn thấy thì trong các video trước, Nghệ Nhà TV đã chia sẻ tới các bạn một số mẫu chung cư, biệt thự cũng như nhà phố đẹp. Tuy nhiên thì mình chưa chia sẻ gì nhiều đến mẫu nhà cấp 4. Do vậy, trong video ngày hôm nay, Nghệ Nhà TV sẽ chia sẻ tới các bạn một căn nhà cấp 4 có diện tích là 128m² với mức chi phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Căn nhà này có diện tích khổ đất là 8 x 16m, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 3 WC, được xây dựng tại Tân Châu, An Giang. Theo gia chủ chia sẻ, căn nhà chính là món quà mà người con dành tặng cho ba mẹ khi ba mẹ đã dành già nửa cuộc đời để chăm lo cho con cháu. Do vậy, căn nhà không đơn thuần chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là không gian thoáng mát, tràn chứa tình yêu thương, là nơi quây quần, sum họp của đại gia đình. Với lối thiết kế mang vẻ đẹp truyền thống của làng quê Việt Nam như mái ngói đỏ, bộ bàn ghế, sập, tủ thờ được làm bằng gỗ tự nhiên, căn nhà đã tạo nên vẻ đẹp từng trải, rất phù hợp cho ba mẹ của gia chủ. Đi vào phân tích chi tiết về căn nhà, như các bạn thấy thì phần ngoại thất được tô điểm bởi màu sơn trắng và vàng nhằm tạo sự hài hòa với màu của ngói nung. Không gian khu vực sân rất rộng, được trồng một số loại cây ăn quả, đồng thời tạo bóng râm, mát mẻ cho căn nhà. Tiếp đến là không gian phòng khách, gồm bộ bàn ghế dài, 8 ghế, và một tủ thờ làm không gian tiếp khách. Phòng bếp có diện tích là 5 x 6, gồm bộ bàn ăn 6 ghế, là không gian rộng lớn nhất của căn nhà. Vừa rồi là một số hình ảnh cũng như thông tin tổng quát về công trình. Bây giờ mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp chi tiết về căn nhà này nhé. Thank you.
Trên đây là toàn bộ thông tin về công trình này với mức chi phí chỉ 1 tỷ mốt để có một căn nhà đẹp như vậy, còn là điều rất xứng đáng. Tuy nhiên thì AD lại không thích khu vực cột của mặt tiền căn nhà sau khi gia chủ tự tay chỉnh sửa bản thiết kế 3D. Còn các bạn thì sao? Cảm thấy căn nhà này thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Ở cùng, xin chào và hẹn gặp lại.